Trong chuyến tập huấn Hàn Quốc thì em được thi đấu ở vị trí tiền vệ giữa và hậu vệ hai cánh. Em cũng không biết em thi đấu tốt hơn ở vị trí nào, nhưng em sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất ở những vị trí mà được huấn luyện viên giao cho phòng. Thật ra những buổi tập hay những buổi thi đấu bên Hàn Quốc vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, nên vị trí hậu vệ phải thì em cũng chưa biết là ai sẽ đảm nhận. Sau khi chuyến tập huấn ở Hàn Quốc trở về thì đến ngày hôm nay thì toàn đội hay là bản thân em đã cảm thấy mình đạt được gần như 100%. Đến thời điểm này thì em cũng chưa biết là em có được dự AFF Cup hay không, vì còn hai bởi vì bây giờ quân số đội là 25 người và còn hai người sẽ không tiếp tục điều đội nữa. Nhưng mà nếu mà được đi tiếp cùng toàn đội thì em cũng không thấy áp lực nhiều đâu, bởi vì đây được thi đấu cùng các anh, những người đồng đội, những người khá là hiểu ý nhau rồi, nên em cảm thấy cũng không có nhiều áp lực. Vị trí tiền vệ trung tâm hiện tại thì cũng khá nhiều người chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, và toàn những cầu thủ rất là tốt như anh Huy Hùng, Xuân Trường, Đông Dũng, hay thậm chí có thể Quang Hải cũng chơi ở vị trí đấy. Thì đây là một cuộc cạnh tranh khá là khốc liệt cho vị trí đấy, thì em sẽ cố gắng để không chỉ những vị trí đấy mà tất cả những vị trí khác khi em được giao phó thì em đều sẽ cố gắng thiếu thật tốt. Theo bản thân em thấy thì đa năng thì cũng có một cái chút lợi thế nhất định khi mình có thể chơi được nhiều vị trí, và có huấn luyện viên sẽ có nhiều được sự lựa chọn hơn. Chuyến tập huấn của Hàn Quốc vừa rồi thì theo bản thân em thấy thì sẽ giúp cho những cầu thủ mới làm quen với sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo, và sẽ toàn đội sẽ có khoảng thời gian gắn kết nhau hơn nữa để chuẩn bị giải đấu sắp tới. Em theo bản thân em thì em thấy mình giữ kín được thông tin bao nhiêu thì mình càng gây cho các đối thủ bất ngờ bấy nhiêu, thế nên em thấy những buổi tập kín rất là tốt. Các giải đấu trước thì em chưa được tham gia và em cũng không biết là sự chuẩn bị như thế nào, nhưng mà đối với lần này thì đến thời điểm này thì em thấy toàn đội khá là ổn. Trước buổi trả lời phỏng vấn này em không chuẩn bị tâm lý, bởi vì khi gần ra đến sân tập thì em mới được thông báo là em hôm nay là người trả lời phỏng vấn. Và trước sự quan tâm của báo chí thì đội tuyển cũng gặp một chút áp lực, nhưng đấy cũng là một cái động lực để bọn em cố gắng hơn để đáp lại những cái sự quan tâm của báo chí và người hâm mộ.